Màn bóc siêu đập hộp iPhone 14 gây choáng váng, có chị gái chốt đơn mười mấy chiếc một lần lên đến 1 tỷ 6. Ngày 23 tháng 9, ông Nguyễn Thái Hiệp đi trên đường Chu Văn An, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh có xách theo một chiếc vali, bên trong đựng 42 chiếc iPhone 14 đủ màu, trong đó nổi bật nhất là màu tím lịm tim sim đang được cư dân mạng thích thú. Ôi trời ơi! Có lẽ vì chiếc vali này hơi nặng nên biểu hiện khi xách đồ của ông Hiệp đã lọt vào mắt các anh chị công an cùng quản lý thị trường. Sau khi kiểm tra, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu phối hợp với đội quản lý thị trường số 3 đã phát hiện 42 chiếc iPhone 14 chưa qua sử dụng, không hóa đơn chứng từ, có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt. Trị giá số hàng này khoảng 1,6 tỷ đồng. Cơ quan chức năng đã lập biên bản thu giữ số iPhone nói trên để phục vụ điều tra. Không biết là nên chia vui hay chia buồn với anh Hiệp, vì có lẽ đây là đơn hàng được chốt nhanh nhất, vừa về đã hết veo trong sự nghiệp xách tay của anh. Nhưng mà anh thì chẳng được đồng lãi nào. Còn bạn, bạn nghĩ sao về câu chuyện này? Comment chia sẻ cho 8TV cũng như ủng hộ kênh bằng cách like, share và ấn đăng ký để cập nhật thật nhiều tin tức mỗi ngày bạn nhé!